nhằm giúp cho độc giả được tiếp cận với những đầu sách hay, chất lượng, công ty cổ phần sách Alpha đã và đang tổ chức chương trình hội sách nửa giá tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước. Chương trình đã nhận được sự phản hồi và ủng hộ nhiệt tình từ phía bạn đọc, thu hút được khoảng 5.000 lượt khách tham quan tại Đà Nẵng. Tại hội sách nửa giá Đà Nẵng lần này, Alpha Books đem đến hơn 100.000 cuốn sách với mức chiết khấu lên đến 60%, cùng rất nhiều đầu sách đồng giá chỉ từ 20.000 đồng. Với toàn bộ sách ngoại văn có mặt tại hội sách đều được giảm giá 50%. Những dòng sách mới xuất bản về kỹ năng sống, công việc, dòng sách của các tác giả Việt hay sách về khởi nghiệp, về marketing sáng tạo có mức chiết khấu đến 35%. Ngoài ra còn có các loại sách do nhà xuất bản Đông A, Phụ Nữ, Thái Hà, Kim Đồng, Nhã Nam với mức chiết khấu tới 40%. Hội sách diễn ra đến hết ngày 30 tháng 6.